Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Ultra Hardcore. Thì mình vừa bị té một lần nữa và mất nửa giọt, và mình đã thực hiện một cái gì ta, một cái khu gọi là để trồng trọt chăn nuôi ở ngoài kia. Nhưng mà bây giờ là buổi tối rồi, cho nên mình sẽ không có đi xuống, không có đi lên trên trển. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá cái khu bên dưới, cái khu mỏ bỏ hoang này. Khu này có nhiều thứ để chúng ta đi lắm nha. Mình không biết nên tiếng tiếng đầu ghê quá vậy. Tiếng ở đâu ghê quá vậy? Zombie, zombie. Và dưới đó chỉ là khuôn nước thôi. Chúng ta đang ở Extreme Hill. Extreme Hill. Extreme Hill. Chắc là mình sẽ phải quay lại Extreme Hill. Mình cũng đã có đào thêm một số cái để tìm thêm đường đi á mà. Ta đang ở Extreme Hill thì phải thật là cẩn thận. Bây giờ mình sẽ đào xuống. Bởi vì khi mà các bạn đào ở Extreme Hill thì nó sẽ có một cái con gọi là Silver Fish thì phải. Nó cắn cực kỳ khó chịu. Cắn không bao nhiêu hết, nhưng mà nó nhỏ, chúng ta khó mà lòng nào mà bắt được nó thì cũng sẽ rất là khó khăn nếu chúng ta đụng phải nó. Hy vọng là không đụng phải nó. Và chỗ này rồi. Mình đang ở tầng mấy? 6, 10, 11 đi. Thường thì mình hay bắt đầu đào bới ở tầng thứ 11. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Đào ở vùng Extreme Hill này rất là nguy hiểm, cho nên phải đứng từ xa đào cho nó chắc ăn. Nó vừa đủ tầm của cái cuốc đào thôi. Bởi vì khi mà nó xuất hiện cái con đó, nó nhỏ, nó đánh mất máu nhiều. Ồ, zombie. Chủ chặt nghe tiếng nó lớn ghê luôn. Có tiếng xương nữa. Không được, không được. Nhất là con xương, nhất là con xương. Không được, không được. Ghê quá. Nghe nó như kế bên tai vậy. Thắp đèn lên, thắp đèn lên. Chúng ta phải thật cẩn thận. Nghe tiếng nham thạch nữa. Nham thạch, dung nham gì đó. Rồi. Ghê thiệt. Nó ở đâu mà nó kêu ghê vậy? Tiếng con sương, mình ngán con sương lắm, bởi vì nó bắn mất máu nhiều. Hey, cái hang nè. Hang có vẻ rất là bự đây. Thôi cho xin đi.
rất là nguy hiểm, chết chi chả chơi. Đảo khu vực này sao nguy hiểm quá, xương rồi này kia nữa. Thật là căng thẳng. Chắc có cái hồ giống như nhà ở đó. Có nguyên cái hồ luôn. Thì gần 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 đây chắc chắn sẽ có kim cương nếu mà chúng ta hên. Extreme Hill. Và thứ mình ghê vậy, lo ngại. Đỡ lấy kiếm đỡ, nó bắn một phát mất công nữa. Thôi vậy đi, khổ đi đào bới mà như thế này thì đau tim hơn. Ai chà, ai chà, ai chà, ở trên kia kìa. Ui, trên đó nữa. Tao là cẩn thận nha. Căng nha, căng nha. Ôi, rớt xuống ngâm thạch rồi. Rồi, được rồi, được rồi. Vậy là ổn định rồi. Chắc là tạm thời đóng khu này lại luôn. Mình sẽ không muốn đi tìm hiểu thật là kinh khủng như vậy. Chúng ta nên đi tiếp qua bên kia hay không? Chúng ta đi đây đi. Bởi vì đường bên này vẫn còn rất là nhiều thứ. Mình đang cẩn thận thôi chứ không gì hết đâu. Có gì ở đây không? Khu này. Ghê quá, ghê quá. Mình sẽ chặn ngang lại như vậy trước. Chúng ta đi qua đây cho nó đỡ đỡ nguy hiểm. Spider spawner. Ơi, có con nhện kìa. Spider spawner. Ơi, làm giật mình. Không biết còn con nhện nào nữa hay không. Cái đó khá là lớn.
Khu này cũng khá là nguy hiểm. Đó là spider spawner cho nên chúng ta phải kỹ. Các bạn đó là con nhện có thể gây ra một cái lượng lớn sát thương. Chúng ta có thể chết vì nó. Bởi vì nó chẳng những nó làm chúng ta bị dính độc nữa chứ. Nên mình chẳng mấy thích thú gì khi gặp nó. Rồi, mình sẽ không tiếc mấy ngọn đuốc này mà không sử dụng cho thiệt nhiều. Ô là la. Còn bên kia. Còn bên đây. Có nghe tiếng nhện nữa. Thôi, đắp lại luôn đi. Ghê quá vậy. Có gì bên này nữa không? Đi thôi, thử coi. Nhiều khi tính tò mò sẽ giết chết bạn. Mình đang có cái xô không, sẵn đây lấy nước luôn. Không có gì ở đây cả. Không có gì. Chúng ta đang đào thêm, chúng ta sẽ đào thêm một mớ sắt đi. Bởi vì mình cần sắt vào lúc thời điểm này. Ghê quá. Mỗi lần đào ở đây là đều thấy ghê bởi vì có khả năng nó rớt cái con kia xuống là mệt lắm nha. Phù. Được rồi. Nếu chúng ta đi xuống thì sao? Chắc chắn đường này xuống là sẽ gặp liền. Không biết có gì ở đó chưa. Mà phía trước. Ồ. Nhận nữa. Mình rất là ghét mấy con nhện đó bởi vì nó chúng làm chúng ta bị dính độc là nhiều. Lapis, lấy lapis về thêm. Thì trong bản 1.8 này cái cách mà để chúng ta có thể trong bản Minecraft 1.8 thì cái cách mà để bạn nhện nhiều dữ người ta. Dám có cái spawner ở đâu đó nữa. Rồi 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 thôi, quay lên đi. Không biết bây giờ đã phải là buổi sáng chưa. Bên này tường có gì không?
Ồ, đào ra bên dưới. Đó, chính xác. Chúng ta đường thông qua cho đi cho nhanh. Rồi. À, bây giờ chúng ta phải cẩn thận cái gì con nhện. Ồ, nhện không á nha. Giỡn giỡn là chết đó. Bây giờ sẽ đi có được chỉ không? Cần thêm chỉ. Mình cần thêm chỉ để làm giường, để chế cái giường ra. Chúng ta có thể ngủ được qua đêm. Tránh tình trạng chúng ta phải đi thâu đêm mà mình cần hoạt động ở trên mặt đất nhiều hơn. Cho nên chúng ta cần thêm chỉ. 12 sợi. 12 sợi, 8 sợi rồi. Hồi nãy chỗ bên kia có nhiều cái tơ nhện luôn. Trong này sao tối vậy? Tối, bóng tối đồng lõa với tội ác. Rất là ghê gớm. Đây. Không được bỏ sót. Bên này cũng vậy. Bên này thì chúng ta đi xuống hướng này đi. Rồi đây. 10 sợi. 10 sợi. Ồ, sao chỗ này tối vậy? Chỗ này tại mình lắp lên đúng không? Đủ. Có gì ngoài đó không? Ghê quá. Không dám bước ra. Không dám bước ra ngoài đó. Wow, giật cả mình, giật cả mình. Không tốt tí nào hết. Giật cả mình. Rớt thẳng xuống luôn. Hên là không có con quái nào ở đó. Rồi chúng ta đi lên. Khu này chúng ta đã được đảm bảo an toàn rồi. Các bạn có thể tưởng tượng được là nếu mà bạn chỉ có một mạng, bạn phải làm mọi thứ chỉ với một mạng. Bạn sẽ phải hết sức cẩn thận. Nhưng mà nếu một mạng đó mà bạn có thể được hồi máu lại bằng đồ ăn thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cái này không có được hồi máu bằng đồ ăn luôn. Chúng ta sẽ chế cái giường nào. Chúng ta có chỉ. Có 3 cái giờ đủ. Và đây ta làm cái giường, chúng ta có cái giường, mình sẽ đặt cái giường ở đâu ta? Ở đây đi ngủ, trên đó chắc chắn sẽ còn có mấy con quái vật nhiều lắm, cho nên từ từ rồi lên trển. Bây giờ cất những thứ đáng giá vô trước, chúng ta nên làm cái, nên đặt cái cửa ở đây. Cái cửa ở đây ha. Cửa ở đây thì có gỗ không? Có nè. Gỗ thì bao la. Và một cái ra 3 cái cửa. Press play. Rồi.
đặt cửa cho chắc ăn thôi chứ không gì hết. Đặt lộn, đặt phải xa hơn một chút, đặt hướng này và xong. Chúng ta đang có mấy cái thứ này cất vô đi. Được, ta có sắt nè, bắt đầu nấu. Ta có lapis, còn sợi chỉ nào không? Có hai sợi à. Bây giờ phải đi lấy thêm. Thì bây giờ chúng ta làm được cái giường, và trong video clip lần sau chúng ta sẽ quay lên trên mặt đất để làm, để hoàn tất nông trại cũng như là dụ thêm một số con bò về để làm lấy thịt bò và sử dụng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.